Chào các bạn, bây giờ tôi xin hướng dẫn các bạn cách cài DHCP trên Windows Server 2008. Thì cái cài DHCP trên Windows Server 2008 chúng ta sẽ cài đặt như thế nào? Thì chức năng chính của Windows là cái của cái DHCP này này làm gì? Thì chức năng chính của DHCP là dùng để cấp phát IP động cho các máy client. Các nếu trong trường hợp phòng máy của chúng ta có ít máy, chúng ta có thể cài IP tĩnh thì cũng được, chúng ta dễ nhớ. Nhưng mà nếu trường hợp có nhiều máy thì chúng ta khó mà nhớ được và cũng khó kiểm soát IP. Như vậy thì để mà làm như vậy nhanh chóng tiện lợi, chúng ta không phải đi cài từng máy một ở máy client, IP của từng máy trên máy client một thì nó mất công quá. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái máy chủ, và máy chủ nó sẽ có nhiệm vụ nó cấp IP cho các máy client, cứ mỗi một máy lên thì nhận được một IP về. Thì để cài đặt được thì chúng ta phải coi cài đặt cái mục DHCP trong Windows Server. Chỉ Windows Server các bạn thì nó mới có cái DHCP, còn những cái Windows bình thường thì nó không có cái DHCP. Thì ở đây tôi có dựng một cái máy ảo lên, tôi làm đây. Ở đây hiện tại thì tôi có xài máy Windows 2008 và cái Windows 2003. Máy 2003 này tôi sẽ dùng nó dùng để làm máy client, còn máy 2008 tôi dùng làm máy server. Như vậy thì máy nào làm server thì tôi sẽ cài DHCP trên máy đó. Trường hợp này tôi sẽ làm máy chủ trước. Rồi, thì trước tiên tôi bật cái khởi động cái Windows Server 2008 lên, nó lên như thế này. Bắt đầu tôi sẽ cài IP. Cái máy nào làm máy server để cấp DHCP thì máy phải được cài IP tĩnh. Còn các máy client thì không cần phải cài IP tĩnh mà trả về hết về IP động để cho nó tự nhận. Rồi, trước tiên tôi vào cái mục này tôi đặt IP tĩnh. Cho ok, tôi gán IP tĩnh cho cái máy server trước. Nhấp phải vào My Network. Chọn Property lên. Rồi sau khi nó ra mục này, nó sẽ chọn mục Manager Network Connection. Nhấp phải vào một cái cạc mạng, chúng ta chọn Property. Rồi ta chọn mục là IP version 4. Ở đây tôi không xài version 6 nha, tôi xài IP version 4 được cấp. Chọn Property này. Ở đây ta điền IP tĩnh vào đây, trường hợp tôi điền rồi ha. Rồi để nguyên đi. Tôi điền ở lúc 1, 10.0.0.1 và 255 đã xếp mắt của nó. Máy chủ này là IP số 1 các bạn nhé. Bấm OK. OK. Như vậy là tôi đã cài xong IP trên máy chủ rồi. IP tĩnh nha. Trên máy chủ rồi. Máy các máy client thì các bạn nhớ các bạn sẽ nhấp phải vào đây, chọn Property lên. Rồi, nhấp phải vào cái cạc mạng, chọn Property tiếp. Ở trong này nó sẽ có mục là IP version 4 nữa. Internet Protocol Property lên. Nếu mặc định đặt IP dưới đây thì ta chọn trên cùng này. Chọn rồi, trường hợp mình ta chọn sẵn rồi. Máy chọn sẵn từ điện nguyên. Bấm OK. OK rồi. Như vậy là tôi trả IP động rồi. Tại vì các bạn biết sao, nếu mà IP tĩnh thì chúng ta sẽ chọn cái mục này các bạn. Chọn số 2, chúng ta gán IP vào bằng tay vào. Ví dụ ta gán đây thì nó gọi là IP tĩnh. Nhưng mà trường hợp này tôi không gán bằng tay mà tôi trả về bị động để chúc server nó cấp xuống, nên tôi chọn một trên cùng. Bấm OK. Rồi, như vậy thì chúng ta đã trả cái máy con về bị động và máy chủ thì chúng ta đã gán bị tĩnh rồi. Như vậy quá trình cài đặt DHCP sẽ như thế nào, diễn ra như thế nào? Thì trước tiên chúng ta vào Start, chọn Server Management Manager. Rồi sau chúng ta chọn mục Server Manager thì chúng ta đợi một chút, hộp thoại cấu hình sẽ được hiển thị lên. Rồi, sau khi nó lên đây rồi thì chúng ta chọn mục Rule. Chúng ta phải đợi tùy theo máy, có máy nhanh máy chậm. Rồi, sau khi mục nhấp rục ru thì bên này hiển thị một cái màn hình để chúng ta cài đặt vào. Chúng ta chọn là add ru thêm vào đó. Rồi net thêm vai trò. Thì tiếp theo nó sẽ là DHCP, tại vì tôi đang cần cài DHCP mà. Net rồi net luôn. Rồi ở trong trường hợp này nó liệt kê mạng là, nếu trường hợp máy chúng ta có nhiều cạc mạng thì nó hiển thị những cái cạc mạng ở đây. Như vậy thì nếu mà hiển thị lên thì chúng ta sẽ chọn những cạc nào chúng ta cần dùng để cấp DHCP. Trường hợp của tôi có một cái cạc thôi nên tôi chắc chọn có một cạc thôi ha. Và phiên bản tôi xài là version 4. Đấy. Tất cả các bước này các bạn này nên để nguyên đi, khỏi có hình.
Nếu các bạn muốn cấu hình luôn cũng được, nhưng mà tôi sẽ tách rời ra cái cấu hình, tôi sẽ cấu hình sau. Còn bây giờ tôi chỉ cài đặt nên tôi đến mặc định hết nét. Rồi, nét luôn ha. Nét luôn. Rồi nói là có dùng cái DSC, có dùng cái DSCB về sân 6 không? Tôi không. Tôi sẽ bộ tôi không xài tính năng này. Nếu tôi xài tính năng này thì tôi sẽ với cái card này và tôi phải xài cái chức năng về sân 6 này để cấp, tôi không cần. Đến tôi không cần sử dụng, tôi chọn disable. Nét. Rồi install. Các bạn phải đợi quá trình cài đặt ha. Tôi phóng lớn lên các bạn dễ nhìn này. Các bạn muốn phóng lớn này, full này. Nếu máy bạn mà cấu hình mạnh thì nó sẽ cài nhanh hơn. Trường hợp máy của tôi cấu hình nó yếu quá nên chạy thì chạy. Rồi ha, báo này cài đặt thành công rồi, bấm close. Rồi tắt đi. Như vậy là chúng ta cài đặt xong, chúng ta sẽ cấu hình cái chúng ta nhấp ta chọn Applicator Tool, chọn DHCP cấu hình cái đồng hồ các bạn ha, để ta cấu hình. Rồi bước thứ nhất là chúng ta là cài IP, bước thứ hai là cài đặt và bước thứ ba là cấu hình. Như vậy để cấu hình thì chúng ta chọn ở đây nhấp dấu cộng. Rồi thì để mà làm thì chúng ta nên copy cái tên máy tính lại các bạn. Mục đích của tôi cũng có ý đồ, tôi copy cái tên máy tính thì có ý đồ này. Rồi, Ctrl C để copy lại. Ok. Rồi, xong tôi sẽ dùng IP version 4, tôi nhấp vào dấu cộng này. Cái trường hợp này là do lần trước có một tôi đã cài một lần này, cho tôi xóa lại, tôi cài lại từ đầu đi nhá. Delete đi. Rồi. Yes. Rồi. Tôi delete rồi ha. Để bây giờ để cài mới ta nhấp chuột phải vào cái mục IP version 4 này. Ta chọn mục new có chọn net.
Rồi name này thì tôi đã dán cái tên máy tính lúc nãy của tôi vào, ý tôi nói là cái máy này là máy dùng để cấp DHCP. À, tôi ghi là Digestion là phần mô tả máy này dùng để cấp DHCP. Rồi chọn Next. Style B số bắt đầu cấp. Nãy của chúng tôi là máy chấm 1 rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm 1.0.0. À, tôi cấp bắt đầu từ máy chấm 10 đi. NDB tôi cấp trong vòng 20 máy chẳng hạn, thì tôi sẽ cấp là số kết thúc nó là 1.0.0.20. Tôi sẽ cấp hoặc là 30 đi. Tôi cấp trong 20 máy đi như vậy. Rồi, len là chiều dài thì 13 mình cái đây là ID network của mình ha. Đó, len là chiều dài. Thì đây là 8 bit. Rồi. Số nét mắc là 25 tại vì lớp chúng ta là lớp 1 net. Style IP và NDB thì mục này có chức năng là dùng để gì các bạn? Để cấm cái IP nè. À, chúng ta thì không phát cái IP đó ra. Đây là điền cái IP mà không muốn phát ra ngoài, không muốn cấp cho ai hết, thì tôi sẽ giữ cái IP này lại. Tại vì cho ví dụ trường hợp trong mạng mình có một cái máy nào nó đã có cái tên IP này mà IP đó của máy đó là IP tĩnh nữa, thì chúng ta sẽ loại lại máy đi ra, ta không phát. Tại nếu chúng ta phát ra nữa thì nó bị trùng IP trên mạng, thì nó sẽ dẫn tới nhiều trường cái hệ lụy khác. Tôi ví dụ như tôi chỉ cấm một cái máy 1.0.0.11 đi, tôi sẽ cấm, tôi không phát cái IP này 1.0.0. Ví dụ như tôi có thể phát 12, tôi điền lên 12, tôi phải chặn nó 11, 12 tôi không phát. Ở đây tôi chỉ phát cấm phát có 11, tôi cấm mình nó từ đó nè. Rồi đây tức là 8 ngày sau lập tức cái server nó sẽ trả IP lại cho máy chủ. Nếu máy chủ còn IP thì máy IP sẽ cấp lại cho thằng này xài tiếp, và nếu mà IP máy chủ không còn nữa thì lập tức server sẽ ngắt máy này và máy này sẽ bị rớt ra khỏi mạng, không còn IP để sử dụng. Nếu trường hợp là trên máy chủ đã cấp hết IP rồi, không còn IP nào hết rồi ha. Trường hợp tôi để nguyên luôn, tôi bấm Next. Rồi trong này có hai mục Yes No. Nếu các bạn chọn Yes thì các bạn sẽ cấu hình theo cái mục là DNS và WinS. Còn nếu các bạn chọn No thì các bạn không cần phải cấu hình hai mục đó, mà các bạn chỉ cần cấu hình cái DHCP thôi, server thôi. Next. Rồi Finish. Rồi sau khi cài đặt xong các bạn chú ý thêm mục nữa. Ở đây của tôi nó có cái mục là báo dấu chết đỏ này, tức là nó chưa cho sử dụng các bạn. Các bạn phải ra màu xanh này viết sử dụng được. Nhấp chuột phải bằng cách chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào đây, chọn độ active lên thì lập tức nó sẽ biến mất. Như vậy thì IP chúng ta bắt đầu là được sử dụng rồi. Như vậy thì tôi giải thích thêm một chút. Ở mục này có cho báo chúng ta biết là IP bắt đầu cấp và kết thúc, và đồng thời nó báo luôn chúng ta biết là cái số này bị không có phát ra. Mặc dù phát là từ 10 đến 20 nhưng mà trong cái khoảng này có một cái số không được cấp ra, đó là máy chấm 11. Còn những cái mục là address này thì báo chúng ta biết là những ai đã nhận được IP DHCP. Các máy clan mà nhận được thì sẽ hiển thị trong đây. Trường hợp tôi sang 23 thì kiểm tra thử ha. Rồi, tôi nhấp phải chọn là mặc định, nếu trường hợp nó nhận được rồi các bạn này, à trường hợp này nó nhận được rồi này, thì nó IP này. Ta repair lại một lần nữa đi ha. Biết đâu nó nhớ cái IP của máy nào thì sao. Tại vì lúc nãy chúng ta cấp là từ chấm 10 chứ không phải cấp chấm 2. Có thể đang nhớ cái IP cũ, ta đã renew lại, đang new mới. Rồi, ok. Tôi rất là tùy xem lại xem. Rồi, ok. Nó có tìm lại, tôi disable, tôi mở lại cho nó quên cái IP cũ thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng cái lệnh seek renew gì relay để cũng được, thì tôi làm cái này cũng được, tùy có nhiều người, có mỗi người làm cách khác nhau, ai muốn làm relay cũng được. Giờ là tôi tắt nó đi, tôi mở lại để nhận IP mới. Đó, nó tối rồi. Và lúc này tôi nhấp phải enable. Rồi sau khi nó nhận thêm được rồi, chúng ta kiểm tra lại coi thử. À bây giờ nó đã nhận IP mới về là chấm 10 các bạn. Rồi
Như vậy là chúng ta đã thành công ha. Và đồng thời máy này chúng ta muốn xem rõ hơn trong một đi theo này. Đó. IP server chúng ta là 1.0.0.1 và bắt đầu nó nhận được là 2.10 này. Ha. Rồi như vậy là quá trình cài đặt DHCP cũng coi như là thành công rồi. Kết thúc rồi đấy. Nhưng nếu như bạn nào muốn cài thêm cái mục là Default Gateway hoặc là mục DNS thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta lại quay lại server. Chúng ta nhấp chuột phải một new code bên trong này. Nhấp phải config. Check chọn một số 3. Cái server name này chúng ta gọi cái tên máy chủ vào đây. Tên máy chủ này của chúng ta này. Nhấp phải vào My Computer chọn Property á. Các bạn thấy một computer name. Trong một computer name bạn chọn change thì trong full name. Thì đây chính là full name. Rồi add số. Đây là cái mục này của IP03 chức năng là gán default gateway. Còn một mục nữa đó 06 thì có mục 06 này này. Thì cái thể gán là gì đây? DNS thì nó gọi là IP của Win thì dùng được cấp DNS là máy nào thì cũng là cái máy này. Rồi add xuống. Các bạn tương tự các bạn thể cài vô cái gì đó. Cái WinS chẳng hạn. Tùy các bạn chọn trong đây này. Nó còn rất nhiều mục nữa. Rồi để mình mặc định apply ha. Rồi. Sau khi xong rồi chúng ta quay về đây chúng ta kiểm tra lại xem thử. Prepare đi ha. Đấy, thì nó nhận các bạn này, sau khi tôi review xong nhận này. Máy này đang xài là DHCP. Báo ta biết luôn ha. Đó, DHCP DHCP server. Thì báo quay chỗ máy chủ của ta ha. Rồi, đó là cách cài đặt xong rồi đó ha. Rồi, đó là cấu hình để cài đặt, là cấu hình DHCP. Rồi, quá trình tới đây là kết thúc. À, mọi thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ với mình. Or file đó, mọi thắc mắc thì các bạn cứ comment vào đây thì mình sẽ trả lời. Còn video này thì mình làm thời gian nó còn hạn chế nhiều lắm, nếu các bạn muốn nâng cao hơn còn nhiều mục nữa. Đây tôi chỉ làm bước cơ bản thì các bạn thông cảm, đối với những người biết thì nó dễ nhưng mà những người chưa biết thì nó hơi khó, nên tôi hướng dẫn cái làm này chỉ là cái cơ bản thôi ha. Rồi. Như vậy là chúng ta kết thúc các bạn nhé.